hôm nay thì hai vợ chồng của tụi em mình cũng đang ở biển Thừa Đức đây anh chị. Lâu lắm rồi thì cũng không đến tham quan lại biển Thừa Đức, xem coi hôm nay thế nào ha. Ở đây có khu ẩm thực giải trí Rừng Dương. Mình vẽ vô đó. Đó là mình đi đường đó ha, đường ra bãi tắm biển, có chỗ nghỉ cho tài xế. Còn đây nay thấy lạ quá trời, lúc trước ở đây thấy các cái liều đồ nhìn thấy cũng lụp sụp nó rất là xấu. Này các cái liều đây thì có thể là do là sóng biển đánh chắc sập hết rồi. Dạ dạ. Đây này thấy có làm cái bờ kè đây. Điện gió đó là của khác chỗ khác. Ngày xưa là mình sẽ làm những cái quán ăn cà phê đồ dài dài dưới đây anh chị. Mà giờ thì thấy như là có thể là sóng biển biển lấn lên á, rồi nên là khu này bây giờ sạt hết rồi, nên là thấy có làm bờ kè rồi bà con cũng dời lên trên. Rồng muốn biển đẹp quá trời luôn ha, bông màu tím. Đây thì nay có một cái bờ kè ở đây. Đây ở ngoài có làm. À, ở dưới đó cũng là cái bãi cát thôi hả? À, cũng có làm cái bờ kè để chắn sóng nè, để mình bảo vệ cái bãi biển ở đây. Hello, hello. Có đi bắt được con gì không? Không có đi bắt hả? À, có những cái ghe đánh cá. À, Bến Tre ngày nay con. Bạn tên gì không? Con đi lẹ luôn con. Rồi, đầu chạy tới nữa thôi coi. Lúc trước em xuống thì đây chưa có làm cái bờ kè đó anh chị. Nay thì bắt đầu thấy cũng có làm cái bờ kè rồi. Lúc trước quán đồ nhiều quá trời đi mà thấy sóng đồ đánh đồ thấy hư hại hết trơn. Nên là bây giờ làm cái bờ kè này. Ở Bến Tre của mình các bãi biển á, bây giờ là sạt lở dữ lắm anh chị. Nên bây giờ người ta mới làm các cái bờ kè ở đây ha. Chắc cũng quán cà phê đồ cũng gì. Nay làm có bờ kè cũng đẹp ha. Ở bên kia là điện gió, đâu phải phía bên này. Cái đó là nhiều khi là ở Ba Tri với Thành Phú rồi đó. Đây cũng có một cái quán. Bãi biển ở Thừa Đức thì không bằng ở dưới Bình Đại với ở Thành Phú anh chị. Dưới đó thì khách đồ Ba Tri với Thành Phú, dưới đó thì khách đồ đông hơn. Bây giờ người ta cũng làm các cái bờ kè để mà mình chống sạt lở anh chị. Chỉ có lạ là khác là chỉ có cái bờ kè này thôi. Đâu mình hù qua mấy bên kia thử coi có gì không. Chỗ tắm biển là khu ăn uống rồi ha. Mấy cái chiếc này là đánh gần bờ, dạng như là đánh gần bờ. Ở bãi biển Cồn Vàng ở Ba Tri anh chị, bữa nay thấy là có khu vực sóng đánh là cũng sạt lở rất là nhiều. Giờ mình phải làm các cái bờ kè để mình mới chắn được sóng rồi mới chống được sạt lở, chứ mà còn nếu mà không làm bờ kè là từ từ nước biển lấn vô trong là bờ rồi nó sạt rất là nhiều. Đây mấy nhà lá đồ đánh sập á, đánh gió thổi đồ bay hết trơn. Dạ dạ em đi tham quan tí xíu. Để
qua thử khu vực rừng Dương nữa coi sao. Ở biển Bình Đại đây thì mình chưa có đầu tư vào các khu như là vui chơi ăn uống đồ nhiều anh chị. Ở dưới thành phố thì người ta làm nhiều hơn. Ở thành phố bây giờ có khu vực ở Cột Bửng, có các quán đồ, rồi cuối tuần rồi thì người ta cũng về đó, người ta cũng ăn hải sản, rồi mình cũng tắm biển phù sa thôi. Nhưng mà khách du lịch về cũng tương đối. Còn ở Ba Tri thì ngay bãi biển Cồn Nhàn thì cũng có cái bờ kè rất là đẹp. Rồi chiều chiều thì các bạn trẻ ra đó mình ngồi mình cũng câu cá nè, rồi ngồi ở các chòi đó mình uống nước mía, ăn cá viên chiên rồi. Còn ở Bình Đại thì bây giờ là biển Thừa Đức chưa có làm nhiều lắm. Cũng vắng que à. Chắc là đậu phộng, đậu phộng. Khi thu hoạch đậu phộng. Đây khu ẩm thực giải trí rừng Dương. Cũng vắng que à. Được chứ, đâu để anh đi vô thử coi. Đi đến đây thấy mấy chị đây cũng đang thu hoạch đậu phộng anh chị. Hồi nào giờ cũng không biết cây đậu phộng là như thế nào. Cũng đi coi cho biết. À cái cây này là cây đậu phộng này hả chị? À. Đậu phộng này có giá không chị? Cái này mình đi lặt mướn mình cũng không biết. À. Nói tới 300 mấy dạ. 300 mấy dạ hả? Mướn 80. À dạ. À cái này là giờ là mình nhổ lên là nó có vậy hả? Rồi xong rồi cái này bỏ luôn hả? Bỏ, lặt xong rồi bỏ, cái này hết rồi. Cái này là hết hạt hả? Dạ. Nè anh nhổ lên thử đi. À nhổ về hả? Nhổ đại lên vậy hả? Nhổ về hồi có bị bắt không? Không. Nhổ đại lên vậy. Nhổ mạnh lên nó rồi. Ồ, đậu phộng. Hột nó cứng thì lấy, hột nó mềm thì bỏ. À. Ngon quá ha. Ừ. Vậy là về là luộc là ngon nè. Luộc. Luộc không có lấy này kia vậy đó. À cái này là của người ta trồng rồi, như là mấy chị cũng làm mướn. Đi làm mướn hả? Tưởng của mấy chị chứ, đặng vô hỏi đặng mua á. Mua hả? Mua về ăn. Bà chủ đâu rồi, chị lành đó bà ta. Phải đi về mẹ. Cái này mình bán rồi mà, ví dụ mua là bán sao hả chị? 20 ngàn một tí chị. À. Nè nè, cái còn cái này nữa nha chị. Cái này nè đó. Chị, cái này chưa có nè. Em nắm nhổ thử coi. Nhổ thử cho biết. Hả? Ờ, à, dạ. Coi chừng bạc nhẽ. Nhổ đại lên, chị nhổ đại lên, nó đâu có nhận. Dạ. Tụi em đi thấy cảnh lạ lạ đi quay cho biết hả chị? Quay đuôi trở quay kìa, cũ gì vậy? À, vắng que hả? Hồi nãy ngoài vắng que à? Hồi đó. Sắp tới lễ á, lễ anh xuống anh quay. Dạ. Lễ gì chị? Lễ ai? 29 á. Quá trời luôn, đông lắm, khách du lịch từ xuống kiểu. Ở đâu giờ cũng có người nghèo chị ơi, tụi em đi tham quan du lịch thôi. Sáng không sớm sớm bả chạy rồi mới về. Dạ, không phải tại vì thấy tình cờ đi ngang rồi nè, thấy cái cũng muốn mua về ăn. Dạ, mình làm không biết bán sao. Dạ. Thịt chế nước cho nó ngập cái mua bỏ vô chút muối. À cái đó, cây đậu phộng này là. À cái này là nhổ được rồi đó hả chị? Cái này là trồng bao lâu mới nhổ được chị? Nấu 2 tiếng rồi hả? 3 tháng mới nhổ. Cái này luộc tầm 2 tiếng, bỏ trong một con điện mềm nó mới ngon. Ồ. Chứ nấu ấy nó cũng chín rồi nó cũng cứng. Quá trời đậu phộng. Yeah. Hả ha. Làm từ sáng giờ luôn hả mấy chị? Tới chiều mới xong hả? Giờ lăn lê bò lết ha, đi nhổ đậu phộng ha. Chiều 5 giờ chủ lại đông. Xong rồi tính tiền ngày nhiêu vậy nhiêu. Vậy là một ngày vậy một người được có mấy chục ngàn hả? Trời ơi, ngày 200. 200. 200 mấy. Trời ơi. Người nào lặt nhổ thì có học này là còn gì nãy hả? Nó bị hư rồi, nó bị lép đó, hả? Có bẻ. Mình lựa hạt chắc thôi ha. Mình nhìn sao mình biết hạt chắc chị? Nhìn vô vậy nè. Chắc nhìn nè. Thấy nó ngon là biết liền gì. Nó no lên ha. Nó trắng đồ này kia nè. Dạ. Bóp vô. Rồi còn cái mấy cái cọng này thì bỏ chứ mà đâu có làm được gì nữa ha. Không, cọng này bỏ mới thôi, tông sáng lại thôi, tủ sáng đó chị. À đây nè, thấy cái này non, cái này cũng còn nè chị ha. Còn mà nó bị ấy. Nó bị hơi mềm. Ừ. Không ngon. Hột cứng nó mới ngon. Hột cứng người ta mới thu hả? Dạ đúng rồi. Đậu phộng.
đậu phộng. Đi sẵn thấy nghề của người dân ở Bến Tre của mình nên là cũng chia sẻ cho bà con ta biết cái nghề mà đi trồng đậu rồi nhổ đậu được. Mốt thất nghiệp đi xuống đây đi nhổ đậu với mấy chị cũng được nè. Tết à, Tết à, có việc làm liền á. À, cũng rất là đông. Tháng 10, tháng 11 là xuống đây đi nhổ đậu ha. Dạ. Chiều tầm 4 giờ mấy. Ủa, nhưng mà ở vô đây thẳng vô trong có khu du lịch gì nữa không chị? Có bãi biển gì không? Dạ thẳng có đường đi lên mà bãi tắm. Dạ. Mà giờ này chổng đông không? Cũng chổng không có tắm tắm ngoài này không à. Đi tham quan vậy thôi chứ. Dạ. Ở đây nó có quen. Dạ. Chị cũng đang nhổ đậu. Hồi nào giờ tụi em cũng không có biết được mấy cái công việc này. Nên là mình cũng đi, mình cũng tìm hiểu cho biết. Đậu này ngoài như ta bán, ta nấu, người ta luộc, ta bán như 50 ngàn ký á mấy chị. 50 ngàn ký. Dạ, vậy là từ sáng giờ mình làm nguyên cái clip bên đây rồi hả chị? Dạ. Ở đây thấy mình trồng đậu nè với củ sắn với dưa hấu ha. Dưa hấu thì ngoài cồn rồi dưa hấu đồ cũng nhiều. Đậu đây thì người ta cũng lựa những cái đậu chắc, đậu ngon. Còn cái đậu mà xấu xấu người ta cũng bỏ anh chị. Đậu nhỏ. Đậu nhỏ người ta bỏ. Đây là người ta lựa những cái đậu ngon nhất. Thôi vậy thôi. Để mua rồi người ta đâu có biết đâu. Ở đây nè. À tên kia người ta cũng nhổ nhiều luôn hả chị? Dạ. Ờ cái này chắc ghê nè. Mấy chị ơi, giờ mấy cái hộp này chị bỏ giờ em lượm nha. Có bọc lượm đi. Em lượm về nhà em nấu ăn nha. Dạ. Nè, có hột chắc nữa ha. Mà đậu này nấu đậu đó mình đậu bỏ ra anh nấu mình ăn nấu được đâu, nó có được đâu. Để đi ăn cho đậu dạ. Cái gì đó. Hột nào lượm được thì lượm về ăn. Dạ. Nội nội lượm về chừng 2-3 hột cái nấu không biết chừng nào. Tại đây chị bỏ vô nồi cơm chị nấu á, chị nấu mau lắm. Dạ. Dạ. Công việc này thấy mấy chị làm mà thấy nó cũng nắng nôi lắm anh chị. Nhưng mà nhổ cái bụi này lên thì cái đây đó cát thì nó cũng dễ, nó cũng nói chung là nó đất nó mềm dễ. Đất mềm dễ nhổ nhưng mà nắng quá đi. Từ sáng tới chiều được trăm mấy chục ngàn là dễ rồi đó. Dạ. Quá trời cực đi. Dạ. Bây giờ cuộc sống bây giờ người dân mình khó khăn lắm nên là ai làm cũng cực hết. Ăn cơm xong làm liền luôn ha. Chia sẻ. Cái này là mình trồng 3 tháng, 3 tháng rồi đầu cơ mình mới nhổ lên. Dạ. Mùa này ít bụi. Mùa kia có lạc, có hái dưa. Rồi củ cải. Vậy là cũng như là có việc gì mình cũng làm hả chị ha. Nhưng mà nấu đậu còn hái dưa là người ta có công riêng của. Dạ, mình. Công đặng người ta có người gánh, có người chở nữa. Có người ta biết cắt mình, không biết cắt mình đâu có cắt. Rồi. Cắt non là chết luôn á. nhìn trời, cảnh trời trưa nắng rồi. Mấy chị ngồi làm rất là cực anh chị. Rồi em cảm ơn mấy chị nha, em chúc mấy chị nhiều sức khỏe nha, gắng làm nha, gắng làm lo cuộc sống. Chạy lên trên đó đó anh, chạy lên trên đó đó. Cũng nhiều người nhổ đậu vậy chang vậy ha. Dạ, đám dạ. Nó bầu nhiều đông lắm. Dạ, nhưng mà ở trên đó thì không có cái điểm gì để vui chơi cho nó hả chị? Dạ, chỉ có lỡ ngay bãi biển Thừa Đức ngay chỗ cái bờ kè ha. Dạ, dạ rồi, em cảm ơn mấy chị. Em cảm ơn mấy chị nha. Rồi, chúc anh chị đi chơi vui vẻ. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Dạ. Đây trời nắng chang chang, mấy chị ngồi nhổ đậu cũng rất là vất vả anh chị. Một ngày thì được trăm mấy chục ngàn. Cái cát này thì nhờ cát này nó cũng như là nó mềm á. Mình nhổ nó cũng tương đối dễ. Ở biển Thừa Đức ở đây thì mình cũng không có quy hoạch làm du lịch được nhiều anh chị.
Lúc trước ở chị có là ở ngay bãi biển khúc đầu ở ngoài thôi, mà nó hôm nay thấy quá trời vắng đi. Còn đây khu ẩm thực giải trí rừng dương vậy, thấy giờ cũng vắng que. Rồi ra lấy vô lấy xe đem. Vắng que, không có khách khứa gì hết nữa. Ở Bến Tre của mình thì du lịch đồ cũng làm cũng rất là đơn giản anh chị, cũng không có phát triển mạnh lắm. Đa phần là mình chỉ có là khu vực bãi biển đây thôi. Nhưng mà bãi biển đây thì phải nhờ như là phải nhiều người, như là có hợp tác xã rồi mình mới làm, mới nó mới phát triển được. Chứ mà làm nhỏ lẻ thì rất là vắng khách. Như nãy giờ dài đặng quán cà phê thấy ở dọc bãi biển thấy cũng đâu có khách khứa gì đâu, rất là vắng vẻ. Chạy thẳng vô trong đây luôn, là nghe nói có cái bãi biển trong đây mà không biết là như thế nào luôn. Thường là những cái khu mà đất cát ở đây thì người ta chỉ có trồng được đậu phộng nè, rồi dưa hấu và củ sắn, nhưng mà người ta phải trồng theo vụ anh chị. Đậu phộng đó thì người ta bán là 20.000 một ký. Là đậu sống rồi về mình nấu lại. Còn ngoài chợ thì người ta bán tới 50.000 một ký anh chị. 60.000 ký hả? Đây có cái nhà yến. Mà lâu lâu rồi tụi em cũng đi khám phá, đi tìm hiểu cho biết những cái địa điểm vui chơi Bến Tre. Nhưng mà ở Bến Tre mình thì du lịch giờ chưa có phát triển mạnh lắm. Đây là các cái nhà yến. Nhà yến này nó cũng hên xui, chỉ có người mà như là mình có thời thì yến nó về rất là nhiều. Còn có người nhiều khi xây dựng cái nhà yến lên, nhiều khi nó không có về ở, nên là làm ăn gì thì bây giờ cũng hên xui, không phải có duyên. Bây giờ không thấy gì hết trơn, chạy sâu quá trời. Thì bởi vậy nên là ở đây là khu bãi biển, bãi tắm rồi chắc cũng không có. À khu vực này nè, ở trong ở phía sau cái hàng dương này nè. Còn chạy thẳng vô đây là không phải rồi. Thường các bãi tắm á, là mình phải đi ra khỏi những cái hàng dương như đây nè anh chị. Giờ sẵn tới đây rồi, tụi em cũng chạy ra ngoài biển xem thử khu vực biển này coi như thế nào. Mình cứ việc đi đại đi. À ở đây là cũng à mình chạy ở trên biển giống như hồi nãy mình ra. À ở đây dưới đây thì cát không anh chị? Đây là ra đây là dọc bãi biển rồi ha. Mà thấy thì bãi biển ở đây thì đâu có gì đâu, nên là chắc là khách đến đây cũng không có tắm đây được đâu. Ở đây thì cũng có cái bãi biển ngoài đây. Nhưng mà ở đây thì mình không có dịch vụ gì hết. Chỉ có khúc ở ngay chỗ đầu ở ngoài, ngay chỗ cái bờ kè mới làm á, thì ngoài đó thì có như là dịch vụ ăn uống đồ, mình mới đến đó vui chơi được anh chị. Còn ở đây thì như là cái bãi biển Quang Sơ đó, cũng như là tắm thì tắm cũng được đó. Nhưng mà ở đây như là mình tắm rồi xong rồi sao ăn uống sao mà có chỗ đặng mình nghỉ ngơi đồ ha. Không có chỗ để mà mình như là tắm nước ngọt đồ lại nữa. Ví dụ như gia đình đồ ra đây tắm thì được. Bãi biển ở Bến Tre thì nó hoang sơ như vậy anh chị. Lâu lâu thì tụi em cũng đi khám phá khu vực vùng biển ở biển Thừa Đức, Bình Đại đây, để anh chị mình cũng thấy bãi biển ở Bến Tre của mình như thế nào ha. Thật sự thì
bãi biển ở đây mình cũng không có làm du lịch được nhiều đâu. Đơn sơ là không có gì ở ngoài á. Thôi vòng ra ha. À, hôm nay thì đi một vòng để anh chị thấy được bãi biển Thủ Đức của mình hiện nay như thế nào anh chị. Bây giờ thì tụi em sẽ vòng ra thôi. Xuống đây thấy hôm nay thứ bảy mà thấy buồn hiu à. Không có khách khứa gì, không có đông đúc để mình chia sẻ những hình ảnh vui vẻ ha. Thì video của tụi em mình sẽ tạm ngừng tại đây ha. Em cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo.